sâu cái người đấy là chúng ta kính tổ tiên cha ông đã để lại chúng ta nhiều làn điệu, nhiều câu hát để hôm nay. Đó là bản sắc của văn hóa dân tộc mà chúng ta mỗi một con người Việt Nam đều có trách nhiệm bảo tồn và gìn giữ và phát triển. Xin cảm ơn quý vị. Đó là một sáng thứ năm trong tiết trời mùa xuân mát mẻ. Nghệ nhân nhân dân Hồng Oanh đang truyền lửa tình yêu ví dặm nghệ tĩnh đến các thành viên trong câu lạc bộ ví dặm nghệ tĩnh dạy hát dân ca và ngâm thơ. Bản thân mình là một con người từ quê hương Nghệ An và có một cái niềm đam mê ví dặm từ nhỏ. Và khi biết được nghệ nhân nhân dân Hồng Oanh là duy trì và phát huy cái di sản văn hóa của nhân loại như vậy thì bản thân em là có tham gia để cùng vừa học hỏi vừa bảo tồn cái di sản này. Ai nói đến chị Hồng Oanh thì người ta nói đến chị Hồng Oanh ví dặm. Chị bỏ hết công việc và bỏ hết riêng tư của mình để đi về tận Hà Tĩnh, lên những nẻo cao, những nơi sâu thẳm để tìm tòi và để ghi lại những cái bị bỏ quên. Không những thế, chị vào đây chị gieo cái mầm ví dặm. Sống và lớn lên trong gia đình có ba và mẹ say mê dân ca ví dặm và truyện Kiều, nên ngay từ nhỏ, tình yêu và đam mê đối với văn hóa dân gian của nghệ nhân nhân dân Nguyễn Hồng Oanh, tên khai sinh là Nguyễn Thị Hồng Vanh, sinh năm 1955 tại xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đã rất sâu đậm. Để có được kiến thức nhuần nhuyễn về ví dặm nghệ tĩnh, nghệ nhân nhân dân Hồng Oanh đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước bằng niềm say mê và khát khao lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống để tìm gặp các cụ, các ông, các bà, để tìm tòi, học hỏi cách hát sao cho đúng. Trước tiên phải tình yêu, đặt cái tình yêu vào đấy. Yêu cái câu hát, mê cái câu hát. Thì trước tiên cái tình yêu đó là số một. Xong đó mình đi tìm là tìm gì? Tìm các ông, các bà. Họ hát đúng. Thấy người này hát hơi già đi một tí, người khác hát hơi non đi một tí, thì mình cân nhắc lại và mình sáng tạo ra những cái điều cho nó vừa cái sức của mình mà cũng truyền tải được những cái tình yêu đấy, truyền tải được cái đồ sâu thẳm trong cái câu hát đấy. Rồi khi mà mình tìm để hát cho nó đúng, cho nó hay hơn đó. Cái thứ hai là cái âm điệu, mình phải giữ cái âm điệu và mình khai thác thêm, mình có thể là mình đi ngân hơn một chút xíu. Thì dù như là cùng cái xuống biển sông Lam đi tìm con cá lồi, nhưng mà có người thì hát nó càn hơn một tí xíu thì nó cảm thấy chưa rút được cái hồn của những con người đã sinh ra những câu hát đó. Thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Bằng cách là phải suy nghĩ ra. Nhưng không phải là xuống biển sông Lam đi tìm con cá lồi, nó càn lắm. Giống như kiểu mà mới đầu lưỡi ra vậy. Nhưng mà xuống biển sông Lam đi tìm con cá lội, mà lên rủ hồng lịnh hái một trái ô sim, chứ có thương nhau ta mới đến đây tìm. Bây giờ khắp mặt như kim mới khắp kiều. Đấy, cái Thủy Kiều và Kim Trọng là một cái tình yêu rất đẹp. Cho nên khi mà đã gặp nhau như thế thì người ta có những cái câu hát để ví von như vậy. Không có một nốt nhạc nào dạy ví dặm nghệ tĩnh mà dạy theo cái cách mà người già truyền cho lớp trẻ. Thì bây giờ Hồng Oanh mang đi vào được cái gì, và mình về mình khai thác được cái gì, mình trau dồi cho nó chuẩn, khi hát rồi ai cũng thấy là hát hay, hát được thì mình mới truyền được. Và truyền theo dần dần, thấm dần, thấm dần, chứ không phải là cái ví dặm bữa nay mà truyền mà được một bài Nguyễn Xí không có đâu. Cả một cái năm tháng, một cái câu có thể cả tháng, hai tháng mới thuộc được một cái bài đấy. Một cái bài ví dặm, bởi vì nó là tổ khúc dân ca ví dặm nghệ tĩnh. Đầu tiên ví, rồi đến hát khuyên, rồi đến hát gọi là dặm Đức Sơn, rồi các cái loại dặm, dặm nói, dặm ve. Rồi thì hát kèm theo đó là thơ, phải như đổ một cái câu thơ giống như kiểu mà nó còn tựa giống như mà tài tử vậy đó.
Tình yêu mãnh liệt với các làn điệu dân ca nói chung và ví dặm nghệ tĩnh nói riêng mà nghệ nhân nhân dân Hồng Oanh gọi là kho báu dân gian hiện rõ trong ánh mắt khi trò chuyện với chúng tôi. Và với những danh hiệu mà bà đạt được như nghệ nhân ưu tú, được Chủ tịch nước phong tặng vào năm 2015, rồi đến tháng 9 năm 2022 là nghệ nhân nhân dân, khiến bà càng ý thức được trách nhiệm của mình. Rằng danh hiệu không phải treo trong nhà cho đẹp, mà nghệ nhân nhân dân Hồng Oanh đã tự nhủ. Đó là sứ mệnh, phải làm sao để gìn giữ kho báu dân gian là quan trọng. Nghệ nhân Hồng Oanh cũng đã thể nghiệm một cách hát mới, đó là hát thơ Kiều theo phong cách ba miền. Sau này là hát thơ để biểu diễn trên sân khấu, giúp lan tỏa giá trị, ý nghĩa của thơ Kiều đến các tầng lớp nhân dân. Chương trình nào mà Hồng Oanh có mặt là Hồng Oanh đưa vị dặm vào. Ví dụ hát truyền Kiều cũng đưa vị dặm vào, hát Chính Phủ Ngâm cũng đưa vị dặm vào, hát Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiệu cũng đưa vị dặm vào. Thế nên mình cài từ từ là cái điều gọi là cái thuật ngữ hát thơ đấy. Mà sau đây báo cáo với giáo sư Trần Văn Khê thì ngài đi xem nhiều chương trình rồi thầy chấp nhận và thầy nói tốt quá. Thế từ đó mình phát huy. Mà cái gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc không phải gìn giữ để chơi để bỏ trong bảo tàng, mà nó là khai thác bằng con đường du lịch. Nếu mình hiểu cho kỹ là đó là một ngành kinh tế mà kinh tế mềm, truyền những cái năng lượng rất đẹp cho bạn bè quốc tế. Nghệ nhân nhân dân Hồng Oanh chia sẻ, với tinh thần khát khao lan tỏa dân ca mạnh mẽ hơn đến thế hệ trẻ, câu lạc bộ ví dặm nghệ tĩnh phía Nam dạy hát dân ca và ngâm thơ ra đời. Đến nay đã được 6 năm, với 35 thành viên, câu lạc bộ sinh hoạt mỗi tuần một lần. Câu lạc bộ cũng thường xuyên được mời tham gia các chương trình lớn. Các thành viên từ đó có dịp mang tiếng hát ví dặm lan tỏa nhiều hơn. Cá nhân tôi thì tôi đã tham gia các cái hoạt động sinh hoạt của câu lạc bộ và tìm hiểu được các cái làn điệu ví dặm, ví dụ như là có ví dần thương, ví đò đưa, hay có nhiều cái làn điệu khác nhau, và từ đó mình sẽ học hỏi và mình tham gia các cái chương trình văn hóa văn nghệ của thành phố để làm sao đó mình lan tỏa được cho nhiều người và các bạn trẻ hơn. Vàng bạc chưa kho tàu, chưa khai thác được, dầu khí chưa khai thác cái con đấy, rừng chưa khai thác cái con đấy, còn làm giàu thêm cho đất nước, nhưng cái kho báu dân gian không khai thác họ ra đi là một mất một cái nguồn gia tài vô cùng lớn của dân tộc. Tôi phải khẳng định điều đó. Cái đau đớn của tôi ước mong làm thế nào cả cái trường đã mang cái tính văn hóa và có cái tính xã hội nhân văn thì nên có những cái khoa văn hóa dân gian để mời các nghệ nhân, không phải ai cũng biết hết cả. Cái nghệ nhân đàn tính mời cái nghệ nhân đàn tính đến chỉ đạo hát dạy, còn đến quan họ thì từ từ đến ví dặm nghệ tĩnh để vào trong này, đến ca Huế để vào, đến bay choi để vào, đến tài tử thì rất là nhiều cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.